Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đinh Ba Búa nha. Thì hôm nay mình lên máy rẻ nha các bạn. Bữa mình lên lô mắc tiền rồi các bạn. Hôm nay lên lô máy bình dân nha. Thì khoảng tầm mình lên lô ít thôi các bạn, không có lô nhiều nữa đâu. Ngày mai hàng giờ nữa nha các bạn. Ngày mai chắc giờ khoảng nghìn cây cắt cỏ nữa. Có cưa các bạn à. Ngày mai mình giờ có mấy cưa nha các bạn. Thì nếu mà ngày mai mà giờ mấy cưa thì mình chắc mình lên khoảng tầm ngày mai, chắc ngày mai mình lên mấy cưa luôn các bạn. Ngày mai á, mai mình lên mấy cưa luôn. Rồi, thì hôm nay mình lên lô ít tiền thôi. Lô 5 cây, 4 cây rồi thôi các bạn. Không có lô mắc tiền nữa đâu. Đó, lô 3 triệu nè. Rồi 8 triệu nè. 2 triệu mấy nè các bạn. Đó, toàn lô rẻ tiền thôi các bạn. 2 triệu mấy, 2 triệu mấy thôi. Rồi, khoảng tầm mấy chục lô các bạn à. Bao nhiêu ta? 30 mấy lô nha các bạn. 30 mấy lô á. Mình tranh thủ đi nữa các bạn. Quay xong rồi mình... đi nè, rồi mai hàng giờ, bữa hàng tới giờ rồi bạn, mà trục chặt xe cộ nha các bạn. Xe nó không có xe chở bạn, xe râu trên Lâm Đồng mình á, nó xuống dưới chở hàng nhưng mà nó bị kẹt nha các bạn, bị rớt tài, cho nên ngày mai xe nó mới dời, dời gần ngàn cây cắt cỏ nữa bạn, hàng hợi rồi nữa. Rồi hôm nay mình lên có Maru nữa nè bạn, nè nhiều con cũng đẹp rồi đó, mới căng nè bạn, thấy không, nhiều con mới lắm, đẹp lắm. Maru nữa nè, Maru nè các bạn. Rồi Maru nữa nè. Đó. Hôm nay mình lên tổng cộng là 34 lô nha. Maru mấy lô cuối là Maru các bạn. Có Tanaka 2 trống nè. 2 trống nè các bạn, đây. Đó, Tanaka 2 trống nha các bạn. 2 trống dưới 4 thì, cái này 4 thì nha các bạn. Makita 4 thì. Rồi Shizuwa rễ tiền nè các bạn. Shizuwa rễ tiền nè, rồi 3 số nè. Rồi Echo xanh nè, TL20 nè. Đó. Đó bạn. Rồi, các bạn mua hàng liên hệ cho thư ký Đào giúp mình nha các bạn, số điện thoại để bên dưới tiêu đề nha, 0344862079 nha các bạn. Quách Thị Đào nha, số tài khoản chuyển khoản đặt cọc mua hàng cũng là Quách Thị Đào luôn nha các bạn. Rồi trước khi vào báo giá thì mình báo thay lời mua bán bên mình luôn. Thì hàng bên Nhật nó giờ sau mình bán vậy nha các bạn, nguyên bản. Nói chung là hàng không tháo ráp, không bung, không đụng, không chạm. Hàng bên mình là nói chung là cửa chỗ mình đây là chỉ là cái kho thôi bạn, không phải cửa hàng sửa chữa, không có mua bán trao đổi máy của dân nha. Tức là chỗ đây là mình không có mua bán trao đổi máy của dân dùng nha các bạn, không có hàng bãi Việt Nam, nên là bên mình bán là cái giá mình bán cho các bạn là buông tay rồi, không bảo hành, không bao ship, không bán thiếu nợ. Các bạn lưu ý trước khi mua hàng giúp mình nha. Đó, hàng bên Nhật giờ sao bán vậy nha các bạn. Ở đây mình không có mua bán trao đổi máy của dân, chỗ mình đây không phải cửa hàng ở mặt tiền nha các bạn. Đây là chỉ là cái kho thôi. Đó, chỗ mình là dạng như rừng rú thôi. Xung quanh toàn là rừng rú thôi các bạn, không phải là cửa hàng sửa chữa ở mặt tiền nha. Các bạn lưu ý khi mua hàng chỗ đó. Vì vậy lợi nhuận của mình nó ít lắm bạn, tại vì mình không có rút máy ra mình bán lẻ các bạn, nên là lợi nhuận mình không có bao nhiêu. Tại vì mình đâu có bán lẻ, cây mình kiếm cả triệu đâu các bạn, thì mình sẽ lời nhiều. Đằng này mình giờ sao bán vậy, giá buông tay nha. Rồi vô đi các bạn, lô số 1 đi. Lô số 1 đâu rồi? Này lô số 3 ta. Lô số 2, à đây lô số 1. Hôm nay mình lên có mấy lô xác nè các bạn. Ở lô cái đó là lô xác các bạn, lô xác nữa kìa. Đây xác nữa, đây kia xác. Chắc cũng nhiều các bạn, lô xác nhiều lắm. Lô số 1 nha. Hai con này là 1 triệu nha các bạn. 1 triệu, hai con này nha, là mấy xác thì các bạn coi cho kỹ giúp mình nha, là tình trạng nó thiếu cái gì trên video là mình không có bỏ thêm nha các bạn. Đó, như hai con này là nó thiếu đầu bò một con nè, một con đủ đầu bò nha. Nó là 23 nha các bạn. Đó, hai con này là bán xác nha các bạn, 1 triệu. Có một con cứng nha các bạn, cứng một con nha, một con là giật được, một con cứng, một con thiếu nắp gió nè, rồi ủ giật đủ nè, áo không bở nha các bạn. Đó, một con nữa là thiếu tay lái nha các bạn. Rồi lô số 1 là mấy xác nha các bạn, cứng một con nha các bạn, một con thiếu đầu bò. Rồi lô số 1. Lô số 2 nha. Lô số 2 này là, à cái này không phải mấy xác các bạn, hai con này là Rubin nha các bạn, Rubin. Đây đầu bò đây, cần thẳng nha. Lô này là 1 triệu tư nha các bạn, hai con Rubin các bạn. NB này đó là 232 các bạn, NB 232. Chế quanh mà rồ gai ngang nha. Uri đứng các bạn. Rồi lô số 2 1 triệu tư nha các bạn. Đó, hai con Rubin nha. Tay lái thì
Lô này thì mình bỏ tay lái cho anh nha các bạn. Như cái con này nó xài tay lái tròn này, mai mình bỏ cho các bạn tay lái ngang nha, tay lái dài các bạn, bò đủ nha các bạn. Rồi cần thẳng nè, lô số 2. Lô số 3 các bạn, lô này là ba con này là ba số nha các bạn, ba số cứng. Cứng nha. Lô này là 1.950.000. Lô này bán sát là lý do nó cứng nha các bạn, đó, cứng. Chới quanh pro hai kim nè bạn, bạn thấy không? Chế quanh pro hai kim luôn. Hai con màu hồng này là chế quanh pro một kim, còn con kia có trợ lực luôn. Cứng nha. Đồ bò đủ các bạn, nè, đồ bò đủ nè. Con màu hồng này không có cứng nha các bạn, con này giật được nè. Còn hai con này cứng nè. Hai con có trợ lực các bạn, nó cứng rồi, không biết nó kẹt cái gì đó. Lô số 3 này là 1.950.000 nha các bạn. Thì cái này mình bán sát rồi cho nên các bạn nhìn cho kỹ nha. Trên cây gần của nó dính cái gì là bỏ cho các bạn cái đó, còn nó không có dính gì là mình không bỏ thêm nha. Đó, đồ bò là còn đồ bò nha các bạn, còn ba cái đồ bò. Lô số 3 các bạn. Lô số 4 nha. Lô này là Echo 2002 nha các bạn, Echo 2002. Echo Kyrix 2002 các bạn. Lô này là 5.500.000 nè, trừ 200 cứng các bạn, còn 5.3 10 cây nha các bạn. 10 cây. Đó, Echo này là tum nhôm luôn các bạn, Echo 2002 nha. Có mấy con nó xài chế quanh pro hai kim luôn các bạn. Echo Kyrix 2002 ga bóp thì mình thấy 1 nè, 2 3 4 nè, 5 6 bộ ga bóp bạn, 7 bộ ga bóp đây nữa nè. Đó, có 7 bộ ga bóp nha. 8 bộ bạn, kia nữa kìa, kia một bộ nữa kìa. Vậy là lô này 10 cây mà hết 8 cây là ga bóp nha các bạn. Đó, 8 con là ga bóp. Đồ bò chén kẹp dao là đủ nha các bạn. Cần thẳng nè. Áo là mình thấy không bị bởi các bạn, nắp gió, nắp e gió rồi đầy đủ các bạn. Còn bình xăng nhựa mình ở lộn ổ giật là đầy đủ nha. Đó bạn, ổ giật đầy đủ. Chế quanh rồi hai kim thì mình thấy có mấy con nè, một nè. Đó bạn, có hai con. Có hai con thôi bạn, mình thấy có hai con chế chạy chế hai kim luôn. Rồi lô này là lô Echo 2002 bạn, phơm của nó hết đó bạn. Rồi 5.500.000 các bạn, lô này 10 cây nha, lô số 4 nè. Còn 5.3 các bạn, cứng. Có 1 cây cứng nha các bạn, trừ 200 á, còn 5.3 nha. Rồi lô số 4 bạn, lô số 4 nha. Lô số 5 bạn. Lô này là Singu với lại Beo nha các bạn, Singu với Beo. Lô này đặc biệt lắm bạn. Bạn nhìn cho kỹ nha. Đó, bình xăng con của nó kìa, bạn nhìn nha. Đó, bình xăng con này các bạn, thấy không? Thấy gì chưa? Nè, thấy gì chưa? Đó, toàn là chế quanh bò đực không bạn. Lô số 5 này là 8 beo nha, Singu 4.800.000 bạn, lô số 5 này. Cần thẳng nè. Đồ bò đủ nha các bạn. Đó, đồ bò này các bạn, thấy không? Đủ. Chén dao đủ nha. Rồi. Tay lái thì lô này mai chắc mình bổ sung tay lái cho các bạn rồi. Tại vì lô này bên Nhật tới giờ nó xài cái tay kiểu này các bạn. Đó, thiếu tay lái nhiều lắm. Rồi lô số 5 này 4.800.000 nha. Lô này chế quanh pro nhiều lắm bạn. Quanh pro hai kim nè, 1 nè nha, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. 6 con bạn. Lô này 6 con chế quanh pro hai kim luôn. 8 cây bạn, lô này 8 cây, lô số 5 nè. Single bell nha. Mà mình thấy tổng cộng là 6 cây chế chạy chế hai kim luôn bạn. Đó. Rồi. Lô này quá vip luôn mà 4.800.000 lô số 5 bạn. Lô số 6 bạn, lô này sát nha. Lý do bán sát là nó cứng các bạn, cứng với bởi áo nha. Đây, 2.600.000 bạn, sát nè. 4 con Etin. Loại này mình đang giao 1 triệu một cây đó bạn, 1 triệu đến 1 triệu mốt luôn á, là Etin tum rời nè. Nhưng mà lô này nó cứng rồi. Đây các bạn, cứng với lại bởi các bạn. Như hai con này là cứng nè bạn, như hai con này là không có cứng nha, nó bởi thôi. Nó giật ra được nè bạn, như con này là đâu coi, nó cứng còn đàm mấy đứa nó không có thấy làm dấu. À cứng các bạn à, cứng nha. Đó. Cứng với lại bởi nha các bạn, bởi áo. Đồ bò nữa nè. Cần thẳng nha các bạn. Thì cứng bởi áo với lại có một con là mất bình xăng nhựa. Đây các bạn, mất bình xăng nhựa nha, còn ba con kia là còn kìa. Lô này bán sát nha các bạn. Ổ giật thì đủ nè, 1 2 3. Ổ giật này bởi nha các bạn, nè, ổ giật bởi nè. Rồi. Tay lái thì đủ các bạn, tay lái thì 1, 2, 3, 4 bộ tay lái đủ, tum rời nha. Đó, Etin. Đồ bò đủ nha các bạn. 4 cây này đáng lý nó 4 triệu bạn, do nó cứng với bởi mình bán cho các bạn là 4 cây này là 2.600.000 nha. Lô số 6 bạn.
lô số 6 nha. Đó. Lô số 7 các bạn. Lô này 5 con này sát luôn, 3 triệu các bạn. 5 con này thì nó sao nó bán sát hả ta? À cứng các bạn, cứng nha. Cứng cứng. Lô này là Estin nha các bạn, sát cứng nha, nên là bán sát luôn. Đồ bò của nó đây các bạn, đó, đồ bò đủ này. Cần đồ còn đẹp lắm bạn. Chắn cỏ còn đẹp này. Tay lái này. Đó, các bạn để ý cho mình nha, mấy cái lô mà mình bán sát các bạn, mình không bỏ thêm đồ nha các bạn. Lưu ý nha. Chới quanh pro hai kim nè bạn, thấy không? Một nè. Con này không phải. Con này chới quanh rồi hai kim luôn. Con giữ chới quanh rồi hai kim luôn các bạn. Đó, con này chới quanh rồi một kim. Rồi bạn, lô này 3 triệu, lô số 7 nha các bạn. 5 con này là cứng hết rồi các bạn à, cứng hết rồi. Bán sát nha, lô số 7. Cứng nhưng mà hàng bên Nhật nó dời là ví dụ như nó đẹp nè các bạn. Bạn thấy nó đẹp không? Nó cứng chắc mình nghĩ nó kẹt qua lăng hay nó kẹt gì thôi. Giờ các bạn dọn lại nha. Nó kẹt y sơ kẹt nòng gì đó bạn, giờ bạn tháo ra làm lại. Lô này là 3 triệu bạn, lô số 7 nha. Lô số 8 bạn. Lô số 8 này là 3 triệu 1 nha các bạn. 4 con Sinoa 2022. Cái này là 3 số nhưng mà 3 số này là 3 số nhỏ các bạn. 3 số 220. 220 nha. Này nó xài chế quanh pro 2 kim nha các bạn. Đây chế quanh pro 2 kim kia nữa, kia nữa. Đủ hết luôn nha. Áo yếm là đủ hết luôn nha các bạn, không bởi ổ giật đủ nè. Này xài chế quanh pro 2 kim nòng 32 ly nha. Lô này là 3 triệu 1 nha các bạn. Lô số 8 này thì nó xài hai bộ tay lái dài bạn, còn hai bộ kia mai mình bổ sung cho các bạn sau. Đồ bò của nó là đủ nha các bạn, 1 2 3 4 nè, cần thẳng nè. Lô số 8 là 3 triệu 1 bạn, lô số 8 nha. Lô số 9 bạn, lô này là Estin nha các bạn, lô này không cứng nè. Lô cứng là mình bán sát, là lô này không cứng nha các bạn, 1 2 3 4 5 6 nè. Lô này là 6 cây bạn, lô số 9 là 4 triệu 7 bạn, 4 triệu 7 6 cây nha. Đó, 6 cây. Cái tin này nó là 23 này, nòng con này nòng 33 ly đó bạn, 22. Con dưới là 23 bạn, nòng 33 ly. Con này 24 bạn. Con này 24 này, tum nhôm luôn. Nòng 33 ly nha. Đó, con dưới là hai mấy là con tròn tròn dưới hai mấy. 21 bạn. 21 22. Một cỡ nó hết bạn. Rồi lô này là lô số 9 nha các bạn, 4 triệu 7 6 cây ít tin nha các bạn. Này nó xài chơi gì đây? À, chế quanh rồ hai kim nè bạn, một con hai con à, chế quanh rồ ngang ngang hết luôn nha. Có hai kim thì mình thấy đâu có hai con gì thôi, hai ba con gì thôi các bạn, hai con à. Rồi lô số 9 nha các bạn, 4 triệu 7 tay lái đủ nha các bạn, cần đầu bò đủ nè. Đó, tay lái đủ các bạn, tay lái là 1 2 3 4 5. Đó, tay lái con này thiếu cái tay lái mai mình bỏ sau nha. Đó, lô này tay lái rin là đủ hết các bạn. Để tin hàng của Đức, bình xăng con của Nhật. Dòng này siêu lợi xăng nha các bạn. Dòng này á, nó bình xăng con của Nhật các bạn, máy động cơ của Đức. Thì các bạn biết là chạy bốc nhưng mà rất lợi xăng nha. Ngày nó ăn tầm lít xăng. Lô số 9 4 triệu 7 các bạn, lô 6 cây nha. Lô số 10 các bạn. Lô này 5 triệu các bạn, lô số 10 này, 5 con Rubin các bạn. Nòng 34 ly tum rời nha. Lô này thì đẹp nhất nách rồi. Con này các bạn hút lẹ các bạn, không là người ta mua uổng lắm nha. Nè, mới như Đức Ngọc Trinh bạn, thấy không? Mới keng nha. Mới lắm nha các bạn, lô này mới lắm. Mà xài chế quanh pro nữa các bạn. Lô này là 5 triệu bạn, lô số 10, 5 cây. 5 triệu các bạn. Đó, đã nòng 34 rồi, tum rời rồi. Xài chế quanh pro ngang ngang nữa bạn, dễ lầm. Lô này thì 1, 2, 3, 4... tay lái là đủ các bạn, đó bạn thấy không, tay lái đủ nha. Đầu bò đủ nè, bạn thấy không, cần thẳng nè. Rồi bạn, lô 11. Lô này bán sát ta. Cái lô này nó đẹp gì mà mấy đứa bán sát nè, à bởi áo. Lô này áo nó bởi bạn à, mấy nó mới ken à, mà nó áo nó bởi nha. Nên mấy đứa nó xộn ra nó bán sát luôn. Nè bạn thấy không, bởi áo nè. Đó, như con này bởi áo bởi nhẹ đó bạn nè, bởi tí đây, bởi áo bô đa phần nó bởi bên. Ủa, con này áo nó bởi à, bởi đây nè bạn. Đó thì mấy con này là bởi áo nha. Hai con dưới này thấy nó có bởi gì đâu ta, liền lắm bạn à, bởi tí xíu đây các bạn thấy không, nó bởi tí xíu bên áo bô các bạn à, bên đây nè, mới lắm nha. Lô này nó bởi áo rồi mà mấy đứa nhà mình nó xộn ra bán sát luôn trời, mới ken các bạn nè, bình xăng nhựa rồi mới ken à. Nói chung là nó như máy mới bạn. Lô này lô 11 nha. Nó bán sát luôn nha các bạn.
lý do bể áo nha. Rồi 2.750.000. Bán sắt mà cũng phải nói lý do nữa các bạn. Rồi. Ổ giật đồ là đầy đủ các bạn. Đó bể áo các bạn. Tay lái thì tay lái dài này, một nè. Tay lái tròn ha. Hai con tay lái hai tay lái tròn, tay lái dài 1 2 3. Ba con tay lái dài nha. Con này nó mất một khúc rồi. Đó, cần thẳng nha. Đồ bò đủ các bạn, chén dao đủ luôn nha các bạn. Đó, chén dao rin đủ luôn. Rồi. Lô 11 nha các bạn, 2.750.000. Năm con này là Nativo nha các bạn, bởi áo bán sắt nha. Tiếp bạn, lô này là Komatsu Genoa. Lô này mình thấy như đâu tum nhôm không các bạn. Nè, tum nhôm. Vậy là mấy thằng tum nhôm đó là một là 26, hai là 27 thôi. Chắc luôn, nhìn lại coi các bạn. Đúng rồi, nó 260 nè các bạn. Con kia là 265, con này 235. 265, con này là 271. 270. Vậy là có hai con 27 bạn. Hai con 27 nha, một con 23. Với nói chung là ba con 26 bạn, một con 23 thôi, ba con 26. Còn lại là cái con 23 đó tum nhôm luôn bạn, đó. Đầu bò của nó nè. Đủ bạn, chén dao đủ nha, đầu bò chén dao đủ. Cần là thẳng hết luôn nha các bạn, cần titan luôn mới gơi chứ. Tay lái là đủ hết luôn nha. Đó, tay lái nó. Tay lái rin là đủ bạn. Rồi, lô 12 này là 6 con Komatsu Genoa đây các bạn. Lô này là 5.1 nha, 6 cây lô 12. Áo yếm là nắp xăng nắp gió là đầy đủ nha các bạn. Nắp e, nắp xăng nắp gió là đầy đủ lô này ạ. Đây các bạn, đó. Bình xăng nhựa gì ổ giật là đầy đủ nha. Rồi lô số 12 các bạn. 6 cây 5.1 nha. Lô 13 các bạn. Lô này là bán sát là 5 con 4 con máy sát TG bể áo 2.2. Thì mấy đứa nó không ghi cứng, vậy là lô này không có bị cứng nha các bạn. Lô TG này là nó bể áo nó bể áo các bạn, nát quá nên mình bán sát luôn. Giờ các bạn tháo lấy phụ tùng nha. Chứ nó không có bị cứng đâu các bạn. Xấu xấu nhưng mà nó bể áo thôi. Thì lô này là 2.2 nha các bạn. TG này là TG 25 24 nha, bể áo bán sát. Rồi 4 con sát TG bể áo lô 13 2.2. TG 2425 nha. Thì cái này bể áo mình bán sát rồi nha các bạn nên mình không có thêm đồ nha. Các bạn lưu ý nha. Các bạn đừng có mua lô sát rồi các bạn yêu cầu bỏ thêm đồ đủ đồ gắn này gắn kia. Thôi các bạn mua lô liền giúp mình đi các bạn. Rồi. Lô 13 nha các bạn. Lô này 2.2 tay lái thì còn 2 bộ. Còn kia cũng là tay lái nó các bạn, đó cao su cầm á. Cần thẳng nha các bạn, đầu bò là đủ nè, đầu bò chiến dao đủ luôn. Chiến dao rin là đầu bò đồ đầy đủ nha, cần thẳng. Ổ giật thì mình thấy ổ giật còn không? Còn luôn các bạn, ổ giật còn luôn. Đó, các bạn thấy không? Lô 13 nha. 2.2 các bạn. Lô 14 các bạn. Lô 14 này là 9 con Echo các bạn à. 253 255 nha. Lô 14. Echo 253. 255 sao cứ 9 cây ta. Mấy đứa nó không soạn luôn 10 cây sao nó dở tính tiền. Lô này là 8 triệu nha, lô 14 các bạn. 8 triệu nha các bạn. Echo. Lô này thì đẹp hết nước chấm rồi các bạn. Hợi này là hợi Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An các bạn, Hòa Bình. Đầu bò nó đầy đủ nha. Đầu bò nó nè. Đây các bạn, đó, đầu bò chiến dao đầy đủ các bạn. Cần thẳng nè. Tay lái đủ luôn các bạn, tay lái rinh đủ nha. Áo yếm là còn nguyên si các bạn. Đó các bạn. Lô 14 này là 8 triệu nha, 9 cây các bạn à. Lô 14 nha. Thấy nó còn mới bạn, đẹp. Đẹp nha, mới. Nói chung là mới bạn. Đó bạn. Quýp nha. Rồi lô 14 là lô này là 8 triệu bạn, 9 cây nha các bạn. Đó, tay lái đủ cần thẳng nha. Lô 14. Lô 15 bạn, lô này quýp nè các bạn. Có 3.4 triệu thôi nhưng mà cái lô này nó nãy mình nhìn rồi. Chế quanh Pro 2 kim. Quá trời luôn bạn. Một con nè, hai con nè các bạn, đó ba con luôn, đó bạn thấy không, ba con chế quanh rồi hai kim luôn, ổ giật trợ lực thì phun luôn bạn, 1, 2, 3, 4 con luôn, nòng 3 tư ly nha, thằng này nó là 24 bạn, 24, 24, 24, 24, tất cả là 24 hết luôn nha, nòng 34 ly các bạn, đầu bò của nó rồi, đây đầu bò chiến dao đầy đủ các bạn, đó, cần là thẳng nha, lô này 3.4 triệu nè bạn, lô số 15 bạn, 4 cây này vip lắm bạn, đẹp. Giờ dụng nổ bán 1.5 triệu cây các bạn. Loại này chế nòng 34 ly nha các bạn. Có nòng mới luôn. Loại này có bán nòng mới các bạn.
đã giấy còn xài chế quanh bò đực nữa bạn, loài chim ra kìa các bạn thấy không. Rồi lô 15, lô 16 bạn, lô này là ruby vàng nha. Lô này thì được rồi, 4,7 triệu ta, rẻ ta. Lô 16 này là 7 cây nha các bạn, 7 cây. Thì cái lô này đáng lý là 850 một cây bạn, nhưng mà cái lô này 26 nít các bạn. Có 2 cây thôi nè. Có 2 cây 26 rồi bạn nè, 26 nè, 1 cây nè. 2 cây 26 rồi. Các bạn thấy không? Cho nên là mình hạ xuống cho các bạn là lô này là đang là 7 lần 7 cây. 7 cây mà sao có vậy, là có 600 mấy cây thôi các bạn à, 4,7 triệu chia cho 7 là nhiêu ta? 4,7 triệu chia 7 là 7 lần 7 49. Vậy là chưa tới 700.000 cây nha các bạn. Lô này á 680. Ừ. À, chắc còn 680 cây thôi. Lô này là 4,7 triệu các bạn, 7 cây. Nếu mà 77 là 49 rồi, mà này có 4,7 triệu thôi. Là chưa tới 700.000 cây đó các bạn, là 600 mấy cây thôi. Lô này á. Lý do là nó không có 26 các bạn, ít, nó có 2 cây thôi, 26 ít nha. Đó, không có 26 nha. Rồi. Lô này thì cần thẳng nè. Đồ bò đủ nè, lô này 23 nhiều nha các bạn lưu ý giúp mình nha. Giá là 850 cây lận, nhưng mà 23 nó nhiều nên mình hạ xuống cho các bạn, cho dễ làm nha, là còn có 600 mấy thôi cây thôi. Đó các bạn, là áo yếm là đẹp nha các bạn, liền lạc. Đó, mới ken luôn nha. Các bạn nhìn kỹ nha, liền lắm, mới. Ổ giật đồ đầy đủ các bạn, áo không bởi nha, ổ giật liền lạc nha các bạn. Y gió thì mai thiếu nào ráp chỗ đó nha các bạn. Tay lái thì đầy đủ bạn, tay lái thì đâu thiếu chết mẹ luôn chứ đủ gì bạn nè. Nè, nó xài tay lái tròn nè bạn thấy không? Cái này mai mình ráp cho bạn tay lái sau nha. Đó, bổ sung sau cho các bạn. Nói chung là ráp hoàn chỉnh cho các bạn á. Rồi ráp tay lái, chén dao, rồi nắp gió nha các bạn. Nắp gió có thiếu 2 bộ rồi, 3 bộ các bạn. Nắp e gió các bạn. Lô 16 này là 4,7 triệu, 7 cây nha các bạn. Lô 16 nha. Lô 18 à, lô 17 bạn. Lô 17 này là Shidowa S25. Con này chắc 24 quá bạn, con này 24 chắc luôn á. Nhìn thử bạn, để công giờ anh em mắc vốn là 24 đúng không bạn. Mấy con mà cái tum của nó là nó không có sơn các bạn, không có nước sơn là 24 á. Shidowa S24-25 nha. Dòng này là ông chú của ông cố nội của cái nòng của nó bạn, cái nòng của nó dày. Nói chung là cái thằng cái đời Shidowa S24-25 này các bạn, cái nòng của nó là chưa bao giờ mà mình làm cái loại này mà mình thấy nó hư nòng luôn bạn. Lúc xưa mình làm rồi, cái đây mấy năm về trước mình làm ở bạn, 100 cây là cái nòng của nó không bao giờ hư luôn, đúng 100 cây luôn bạn, nòng không bao giờ hư. Là lần này các bạn, nòng nó dày lắm. Mà các bạn bán cho dân, mà bán cho dân cái loại này thì thôi rồi luôn mà, biết khi nào người ta hư cái nòng để quay lại đổi cái máy khác luôn bạn. Thôi cờ các bạn, này nó giống như Nokia thời ngày xưa bạn, nồi đồng có đá kiểu vậy. Các bạn nhìn nè, nhìn cái đầu bò của nó là các bạn hiểu rồi. Nè các bạn thấy cái đầu bò của nó không? Mẹ cái máy của người ta, các bạn nhìn kìa cái đầu bò kia kìa. Đó, nhìn nó ma mị không? Còn cái này cái đầu bò nó gần gút không? Nhìn như mấy con châu Phi các bạn. Bà mẹ nó nhìn như đầu trâu các bạn, nó to đung nè, các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn là các bạn hiểu rồi, mấy đó nó đầu bò nó như đầu trâu các bạn. To lắm nha, bự. Cần của nó bự lắm nha, dày. Cái cần thằng này các bạn, nó dày, nó bự. Nó hình như là ống cần 25 bạn, chứ không phải 24 đâu. Nó dày lắm bạn. Cái đồ này mình từ làm lúc trước mình làm rồi bạn. Nòng dày nè, không ít khi mà bị hư nòng bạn. Nòng rất là dày luôn. Mà đầu bò đồ nó như đầu trâu bạn, cần thẳng. Nói chung cái đồ này mình khói làm đó bạn, nó chỉ dở bình xăng con giờ các bạn lên chới ngang thôi. Giờ các bạn tháo bình xăng con giục hết đi. Lên chới ngang ngang các bạn, lên chới ngang ngang. Rồi lô này 2,8 triệu nha các bạn. Còn bạn nào mà tay người cứng các bạn thì đợi bình xăng rin của nó làm xúc rửa bình xăng rin nó chạy cũng ok các bạn. Nhưng mà tay người phải cứng nha. Người yếu yếu làm được đâu. Lô này 2,8 triệu, lô 17 các bạn. Ok nha. Thì mình thấy áo yếm là không có bởi nha các bạn. Ổ giật là đầy đủ các bạn. Ổ giật cũng không bởi luôn. Ổ giật thằng này không có bởi đâu các bạn. Biết sao không? Tại vì ổ giật của nó bằng kim loại mà, chứ đâu phải bằng nhựa đâu. Đó. Lô 17. Lô 18 các bạn. Lô này là 7 con e trô trắng nha bạn, 5,1 triệu nha. 7 cây e trô trắng nè. Hitachi các bạn, Hitachi thì mình thấy 1 2 3 4 cây các bạn, 4 cây Hitachi. Còn e trô là 1 2 3 cây nha. Cần của nó, tay lái của nó đủ bạn. 1 2 3 4 5. Có một con này nó xài tay lái tròn, mai mình bổ sung cho các bạn tay lái mới nha.
Lô này là 5 triệu mốt bạn, lô 18 nha. 7 cây nha các bạn, echo. Cần thẳng nè các bạn, đó, cần nè. Đồ bò đủ nha các bạn, chén dao đủ. Nói chung con nào thiếu chén dao thì mình sẽ ráp đầy đủ chén dao cho các bạn nha. Ổ giật thì đủ bạn, áo không bở nha. Đó, nó dơ cho thôi các bạn, giờ các bạn vệ sinh ra. Máy Nhật bãi mà nó phải dính đất Nhật chứ các bạn. Cho máy Nhật bãi mà nó không dính đất Nhật mà nó sạch sẽ là coi chừng á. Rồi, ổ giật trợ lực nha các bạn, đó, ổ giật trợ lực đầy đủ. Rồi. Lô này là lô số 8 nha các bạn, 5 triệu mốt 7 cây. Ở lô 18 chứ không phải lô số 8, quên lô 18 bạn. Qua đây thấy lô 19. Rồi bạn, lô 19 nha. Lô này là Shirowa 3 số bạn, 3 số nha. 5 triệu bạn, 5 cây. 1 2 3. Cái cây này là 251 bạn, còn cái cây mất tem này nó không biết hai mấy đây trời. 251 luôn bạn. Đùa con này chơi quanh pro 2 kim luôn. Đúng chính xác nè các bạn, đó. 251 mà chơi quanh pro 2 kim, con này mới hợi nè các bạn, con này VIP nè. Con này nó phải 1.3-1.5 triệu con cây đó bạn, lô này nè. Rồi lô này thì mình thấy có hai con 251 nha. Còn 232 rồi nè. 1 2 232 là 2 cây. Còn kia 234. Nói chung là nó hết bạn, xin qua hết á. Lô này là 5 triệu lô 19 nha các bạn. 5 triệu 5 cây nha. Thì cần tay lái của nó thì tay lái cần thẳng nha các bạn. Tay lái thì mai mình bỏ tay lái mới ra chứ mình thấy hơi bị thiếu thiếu rồi đó. Tay lái rin đó. Rồi bạn, đồ bò đủ nha các bạn. Chiến dao đủ. Áo không bở nha. Ổ giật đủ các bạn. Đó, ổ giật là đủ nha các bạn, áo không bở nha. Lô 19 bạn. Lô 20 bạn, lô này là Shirowa, mình gọi nó là Shirowa 2 số bạn. Mà anh em Bình Thuận gọi con này nó là Shirowa 0 số. Mà mình thấy nó có số mà sao anh em gọi là 0 số nè. Nè, số người ta rõ ràng vậy mà kêu 0 số nè bạn, đó. Là nó 2 số nha, tại vì nó có 2 số thôi. Rồi. Shirowa S2023 nha các bạn. 18-20-23. Lô này là 3 triệu bạn, lô số 20 nha. 6 cây bạn. Shirowa S20-23-18 nha. Con đỏ đỏ đó là 18 đó bạn. Đồ bò của nó nè. Đủ nha các bạn. Đó, đồ bò, chiến dao đầy đủ. Lô này giờ các bạn rã lấy phụ tùng, lấy đồ bò bán không đủ vốn các bạn. Lô 20 này là 3 triệu nha. Nhiều khi các bạn làm dòng kia các bạn rã lấy đồ nó phí các bạn. Nó mắc tiền rã phí. Lấy loại này mình nhiều khi mình cần cái bộ cần ha, cái đầu bò mình rã ra mình lấy đồ nó cũng đỡ tốn tiền hơn. Và cái đầu máy mình bán được. Rồi. Lô này thì ổ giật áo đủ nha các bạn, không có bở nha. Có 300.000 cây thôi, 6 lần 3 là lộn, có 500.000 cây đó bạn, 6 lần 5 30 bạn, đó 3 triệu lô 20 bạn. Lô 21 bạn, này nó là TL20 nha. Hồi này ở miền Tây các bạn, chạy ngày chắc lít xăng à. Nên ở miền Tây người ta thích dòng này lắm. Lô này là 2 triệu 7 lô 21 bạn. Đầu bò đủ nè, còn thẳng nè. Mitsubishi nha các bạn, nó là Mitsubishi TL20. Nòng 30 ly bạn, chơi quanh rồ 2 kim bạn. Nhỏ nhỏ nhưng mà chơi quanh rồ 2 kim không à. Con kia cũng quanh rồ 2 kim luôn. Ổ giật áo đồ đầy đủ nha các bạn, ổ giật đồ đầy đủ. Rồi lô này là 2 triệu 7 bạn, lô 21 nha. 3 con TL. Lô 22 các bạn. Lô này là 4 triệu 7 nha các bạn, 6 con echo màu xanh nha. Echo màu xanh. Lô này thì mình thấy 26 có cây thôi bạn, này 26 có cây thôi. Còn lại là 22 hết nha, có cây 26 thôi. 4 triệu rưỡi 6 cây nha các bạn. Echo xanh nha các bạn. 4 triệu rưỡi là chạy ra 4 triệu rưỡi là chạy ra nhiêu cây ta? 6 lần 6 lần 5 30, 6 lần 6 36, 6 7 42, chạy ra có 700 mấy cây thôi các bạn. Đó, tay lái cần đầu bò đủ nha các bạn. Đây, đầu bò chiến dao thì đủ. Rồi lô này đáng lý là 850 một cây các bạn, echo xanh nè. Nhưng mà này nó không có 26 nít bạn, nó có một cây 26 à, toàn 22 thôi các bạn. Cho nên là đang tính 750 một cây đó các bạn. Ổ giật đầy đủ nha. Rồi. Lô 22 4 triệu rưỡi bạn. Lô 23 nha. Hai con này là hai con Tanaka nòng 34 ly bạn, Tanaka bự bạn, mình gọi nó Tanaka bự đi. Ổ giật trợ lực nè. Đó bạn thấy không? Chế quanh rồ nè. Lô này lô 23 triệu 8 nha, lô 23. Tay lái đủ bạn, đó bạn thấy không? Tay lái đủ nè.
cần thẳng nha. Đó, cần đầu bò đầy đủ các bạn, cần thẳng nè. Lô 23 là 1,8 triệu bạn, lô 23 nha. Đó, lô 24 các bạn, lô 24 này là 10 cây Tanaka chân trống nha các bạn, 9 triệu 10 cây. Dòng này ít khi mình lên video đó bạn, nó là hợi các bạn. Nhiều ông anh em đại lý mà ông lấy không lấy thôi, dòng này mấy ông mà lấy một cái là 100 cây đó bạn. Chứ ít đâu mấy ông. Mình nói chung là dòng này ít khi mà lên video lắm, tại vì mấy hôm là mình gom cho anh em những anh em ở các nơi các bạn, người ta dồn lại khoảng vài trăm cây các bạn, là có xe ba giòn rồi bắt các bạn vô bắt luôn. Là dòng này đó các bạn. Rồi, Tanaka chân trống nha. Đầu bò của nó đây các bạn. Đầu bò thì mình thấy đủ bạn, đầu bò đủ nè, trắng cỏ đủ nè. Tay lái thì đủ bạn, 1 2 3 4 5. Tay lái đủ nha. Lô này 9 triệu lô 24 bạn, Tanaka chân trống nha các bạn. Đây bạn. Rồi. Lô này lô 24 bạn, 10 con nha, 9 triệu. Lô 25 bạn, lô này là 5 triệu 2 nha, 5 con. Makita. Makita 4 thì, lô này 4 thì nha các bạn, quên nói không nói nhiều anh em không biết tưởng ai thì nữa, không thấy bự bự. Lô này là 4 thì nha các bạn, Makita 4 thì. 5 cây nha các bạn, 5 cây. Thì cái lô này là mình đang hạ cho các bạn 50.000 cây, là lý do có hai con nó bị mất cái này nè. Đây bạn, nó mất cái nắp chụp nha các bạn, chụp buri. Cái nắp đó nó có bán mới bạn mà mình lười mua quá. Tại cái dòng này nó hiếm bạn, nó có nhiều cho nên mình lười nhập lắm bạn. Cái nắp chụp buri đây nè. Đó, cái nắp này nó có bán mới nha các bạn. Nắp này nè, bán mới á. Các bạn nào mà chuyên làm dòng này các bạn hỏi mấy anh em bỏ phụ tùng á, người ta có bán đó bạn. Bình xăng nhựa rồi có bán luôn nha. Cái dòng này các bạn bây giờ nó có phụ tùng rồi. Rồi. Áo không bởi nha các bạn. Liền lạc ổ giật đầy đủ nha, không cứng luôn. Có một cây cần nó cong, mai mình đổ cho các bạn bộ cần khác nha. Đây bạn, đó cần nó cong này. Mai mình đổ cho các bạn bộ cần khác, mình có một con sắt 4 thì này luôn, mai đổ cho các bạn. Đồ bò đủ các bạn, chén dao đầy đủ nha. Cần thì đó có một cây cần cong đó bạn, mai mình đổi bộ cần khác các bạn. Mình đổi bộ cần rinh của hàng 4 thì luôn các bạn, chứ không phải mình đổi cần của hàng khác đâu. Cần của nó luôn các bạn, mình có mấy sắt loại này luôn. Rồi, tay lái thì rin thì đủ các bạn, tay lái rin mình thấy đủ hết luôn á, tay lái lớn nha. Thằng này nó xài tay lái lớn nha các bạn, dày bự to. Lô này 5 triệu 2 nha các bạn. 5 cây nha. Lô trước mình lên là 1 triệu 1 cây các bạn, mình bán hết rồi. Thì lô này là mấy con này là nó thiếu cái nắp này nữa các bạn. Nè, mình hạ 50.000 cây đó các bạn. Giờ các bạn lấy cái tiền đó các bạn mua nắp bỏ vô nha. Rồi lô 25 bạn. Lô 26 bạn, lô này là 1 triệu 950 ba con Maru các bạn, Maru 24 22 nha, 22 24. 22 24 nha các bạn. Đẹp tròn. Hôm này đẹp này, ra bóp luôn kìa các bạn, thấy không? Rồi. Đồ bò đây các bạn, đồ bò đầy đủ nha. Chuyển kẹp dao đầy đủ, 22 24. Này 24 nè các bạn. Này 24 luôn, này 22 nha. 24 là nòng nó chắc 33 ly 32 gì đó các bạn. Rồi. Ủa con này nó mất đi sợi ta. Ờ không phải các bạn, tưởng mới nhìn tưởng mất đi sợi đó, đây. Đây bạn, đó chụp đầy đủ nha. Nói chung đầy đủ liên lạc nha các bạn. Ổ giật áo không bởi, ổ giật đầy đủ các bạn. Rồi. Chế quanh bờ rồ Maru là nó mặc định là xài chế quanh bờ rồ nha các bạn, ra ngang. Lô 26 này là 1,950 triệu. Lô này sao lâu lâu mới thấy lô này các bạn. Đó. Lô này là lô 27 bạn, 6 con Maru các bạn. Maru 26 tum rời nha. Cái lái thì 1 2 3 4 5. Nói chung là tay lái đủ bạn, còn cái này là mai mình bổ sung tay lái mới nè. Đó bạn, như mấy thằng tròn này nè, các bạn để ý là mai mình cho bạn tay lái mới. Rồi đầu bò đủ nha, chén cỏ đủ nha các bạn. Đó, chén dao là đủ luôn. Chén dao này mình có chén gắn vô như rin luôn nha các bạn. Đầu bò thằng này á, nó mà mất chén dao là mình gắn vô như rin luôn. Cần thẳng nha các bạn. Cần thẳng nè. Cái này là Maru 26 34 ly tum rời các bạn. Đó, nó là Maru 26 nòng 34 ly. Tum rời. Dòng này hỏi bạn, dòng này lúc trước mình mấy năm giờ trước bạn mình bán lẻ mình thích dòng này đó. Hay nhập dòng này giờ dọn lắm bạn, mà ít lắm bạn. Giờ ngàn cây cắt cỏ chắc được 3-4 con vậy thôi chứ không có nhiều đâu. Cái dòng này nó hiếm lắm, nó không có số lượng, nó không có nhiều đâu bạn. Không bao giờ nhiều đâu, cái thằng Maru 26 tum rời này này. Nói chung giờ nghìn cây cắt cỏ chắc được 5 cây đến 10 cây thôi. Nếu mà nhặt cái loại này ra đó bạn. Nó hiếm lắm, nó mức độ đó luôn á.
Lô này là 7,8 triệu nha, 6 con Maru 26 tum rời bạn. Mà cái dòng này ba lô thì nó nhiều các bạn, nó kỳ cục vậy, mấy ba lô cái dòng này nó nhiều gớm, mà mấy cần nó lại hiếm nha. Đủ mấy con đỏ này chơi quanh rồi hai kim nè, quanh rồi hai kim luôn. Đó, mấy con xanh là chơi hai kim luôn kìa các bạn, thấy không? Đủ chơi hai kim nhiều lắm bạn. Rồi Maru ổ giật áo yếm là đầy đủ nha, áo không bởi nha các bạn, ổ giật đủ. Bình xăng nhựa bởi nè, mai mình cho cái bình mới cho. Cái bình rin mình vẫn để cho các bạn nha, mình kèm theo bình mới quăng vô thùng cho các bạn thôi. Lô này là 7,8 triệu nha, lô 27 các bạn. Ổ giật áo yếm đầy đủ nha các bạn, đó. Lô 28 bạn. Của cái lô này thì nó đẹp hết nước chấm luôn bạn, nó mới giá mang luôn. Đó. Không còn gì để tưởng tượng luôn bạn, bình xăng nhựa nè. Các bạn thấy không? Cái bình xăng nhựa của nó bạn nhìn này nha, như bình mới luôn. Mới nhìn tưởng bình lô các bạn, không phải đâu nha, bình nó không phải bình lô đâu. Rin nha các bạn nè. Bình rin nha các bạn chứ không phải bình lô đâu. Trời, nó mới keng luôn bạn. Rồi. Lô này là lô 28 2,7 triệu các bạn. Trời, nó mới giá mang luôn các bạn. Quá đẹp luôn nha. Cần nè, tay lái, đầu bò đủ các bạn, đầu bò nó nè. Rồi cần thẳng nha. Tay lái thì bọn đồ là đủ nè bạn. Con này cũng là tay lái đủ các bạn, tay lái rin nó nè. Đó, ổ giật cái này nó có trợ lực lộn ga bóp, nó có ga bóp bạn trên cây cần. Rồi lô này 2,7 triệu nha bạn, lô 28. Lô 29 bạn. Hai con này là Maru 23 ổ giật trợ lực nha các bạn. 1,6 triệu Maru 1,6 triệu nè, lô 29 nè. Đấy bạn, ổ giật có trợ lực. Cái này gọi là trợ lực của nó là trợ lực lớn bạn, trợ lực dữ nha. Giật cho bạn xem nè, dây giật trắng tinh nè. Các bạn thấy không? Trợ lực này không cần giật hết dây đâu bạn, nó là trợ lực dữ nha. Maru thì nó có hai loại trợ lực bạn. Trợ lực này là VIP nhất các bạn, trợ lực dữ các bạn. Gọi nó là trợ lực dữ. Rồi. Đồ bò nó đây bạn, chén dao đầy đủ nha. Rồi xay ngon lành bạn, đó. Cần thẳng nè, lô 29 1,6 triệu nha các bạn. Lô 29 nha. Đây. Rồi. Lô 30 các bạn. Lô 30 này là hai con cũng là Maru luôn các bạn. Maru này nó là 1,7 triệu bạn, hai con này là Maru 23 nòng 32 ly nha. Nhưng mới nhìn mới tưởng 26 bạn, cái form nó nhìn y chang 26 luôn, nhưng mà 23 nha. Đó, hai con này là trợ lực nè. Như con này là trợ lực dữ nè các bạn nè. Đó bạn thấy không? Đó. Muốn nổ luôn trời. Muốn nổ luôn bạn, giật mà. Còn con này là trợ lực kéo luôn nè các bạn. Đó bạn thấy không? Trợ lực kéo luôn, con này nè. Rồi, hơi dữ lắm bạn, hơi khích rồi. Lô 30 này là 1,7 triệu nha các bạn. Đồ bò nó đủ nè. Cần tay lái cần là thẳng nè, tay lái thì con bộ của đủ tay lái bạn, con này thì nó mất mẹ nó bạn, cái cùm mà. Cái này mai mình cho bộ tay lái khác nha. Đó bạn. Lô 30 là 1,7 triệu nha các bạn. Lô 31 bạn. Lô này là 2,5 triệu bạn. Đây. Lô này 2,5 triệu nha. Lô 31 này là Maru Maru 20 nha các bạn. Maru này Maru 20. Cái con màu đỏ này nó mới trời. Đây bạn, Maru 20 nè, con này nó như mấy thùng bạn, nó như mấy mới thôi, nó không khác gì mấy mới. Cái con này bên Nhật nó đang bán là 5 triệu chưa thới phí nha các bạn, giá mới á, giá mới bên Nhật á 5 triệu chưa đóng thới. Nếu mà các bạn đóng thới hết 1 triệu nữa các bạn là 6 triệu, giờ Việt Nam phí vận chuyển nó là thành 7 triệu bạn. Là con này nè, giá mấy mới bên Nhật á. Bữa mình có tải cái video mấy mới lên đó các bạn. Rồi. Thì 3 triệu lô 31 bạn, 2,5 triệu nha. Tay lái của nó nè, đủ bạn. Cần thẳng gì? Tay lái đủ đủ bạn, cần thẳng nè, đầu bò đủ nha. Đù cái con màu đỏ đó, cái đầu bò của nó đây bạn. Vậy chứng tỏ con này nó chưa dùng luôn bạn. Các bạn nhìn cái đầu bò nó là biết nha, nó chưa dính đất Nhật luôn. Đù cái đầu bò nó như vậy, đầu bò Maru Yama luôn nè bạn. Đầu bò chưa dính đất luôn mà. Ù cái chén dao chưa dính đất luôn. Ủa cái sao bên Nhật kỳ ta mấy nó chưa xài mà nó quăng bãi rồi bạn. Chắc mình nghĩ nhiều khi hàng trưng bày bên Nhật nó thanh lý các bạn. Bên Nhật là vậy bạn, hoặc là nó mua nó chưa dùng mà nó thanh lý rồi. Các bạn nhìn này, này thấy không? Đó. Nó chưa dính đất luôn, chưa rỉ luôn. Ủa cái con này nó như máy mới các bạn. Con đỏ này nè, cái đầu bò nó chưa dính đất luôn các bạn. Để nhìn ốc nó thử rồi. Đúng rồi, con này nó máy mới các bạn, chứ không phải máy bãi đâu. Nè bạn nhìn dây giật nó nè, mấy này là IQ mấy bãi rồi.
máy mới mà nó quăng ra bãi các bạn. Lô này là lô 31 bạn, 250 nha. Lô 32 các bạn, lô này Maru 26 trợ lực nòng 33, nòng 34 ly các bạn, 3.3 triệu nha. 26 trợ lực nha các bạn, ổ giật trợ lực. Maru này gọi là Maru 26 ổ giật trợ lực nòng 34 ly các bạn. Này nó xài chế Wanro hải kim nè, con kia Wanro tự động bạn. Con kia cũng tự động luôn, ổ giật trợ lực nha. Tay lái thì hai bộ đủ nè, còn bộ này thiếu mai mình bổ sung nha các bạn. Cần là đủ bạn, độ bò đủ luôn nha. Lô 32 này 3.3 triệu các bạn. Lô 32 nha. Độ bò đủ nha các bạn. Lô 34 các bạn, 33 lộn, lô 33. Lô này là Maru 23 tum rời các bạn, Maru 23 tum rời nha. Nòng 32 ly tum rời hết luôn nha các bạn, hoàn toàn là tum rời hết luôn. Bạn nhìn nha, đó màu đỏ luôn là tum rời hết. Mấy con màu đỏ này là chế nó xài chế Wanro hay kim đó bạn, đó. Còn đỏ đó cũng vậy bạn, đỏ kia cũng vậy. Hình như màu xanh nó cũng xài chế Wanro á. Mà này nó mặc định là Wanro nha các bạn. Rồi đầu bò của nó thì chuyển giao rồi đầy đủ bạn, đầu bò chuyển giao đủ nha. Cần thẳng nha các bạn, không có cong nha. Có con nó xài cần hai khúc nè bạn. Tay lái thì 1 2 3 4. Tay lái đủ nha các bạn. Đó, tay lái ring của nó. Đâu, này nó ta xài tay lái tròn bạn, mai mình bổ sung cho bạn tay lái dài nha. Lô này lô 33 7.2 triệu nha các bạn, lô 33. Đây, ổ giật của nó là trợ lực thì mình thấy 1 nè, 2 nè, 3 4 nè. Có 4 con là có trợ lực nha các bạn. Đó. 4 con có trợ lực. Rồi. Lô này là lô số 33 nha các bạn, 7.2 triệu. 8 con Maru tum rời. Lô 34 các bạn. 5.5 triệu bạn, lô này là Maru mấy đây, 26 bạn tum liền. Cái này là Maru 26 tum liền nha, Maru nòng 34 ly nha các bạn, 26 tum liền. Đó. Rồi gà bóp này bạn, 1 này, 2 này, 3. 3 con là cần tay lái gà bóp bạn, 1 2. Rồi, cần của nó các bạn. Đầu bò đủ nha. Đây. Cần thẳng nha các bạn. Tay lái đủ, cần thẳng. Rồi bạn, Maru này là Maru 26 nha các bạn, 26. Nòng 34 ly. Tum liền nha các bạn, mới lắm. Cho bạn nhìn kỹ nè, mới lắm nha. Nó vô đó bạn, hàng bãi nó vô đó. Lô 34 5.5 triệu bạn, lô số 34 nha. Hết rồi các bạn. Rồi hết rồi nha. Rồi các bạn mua hàng thì gọi cho thư ký Quách Thị Đào giúp mình nha, số điện thoại để dưới tiêu đề nha các bạn. 0889930477 bạn, 0344862079 nha. Rồi có Zalo nha các bạn gọi không được thì nhắn tin nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc anh em có một buổi tối mạnh khỏe bên gia đình và người thân nha các bạn. Thôi mình xin kết thúc video các bạn. Giờ mình đi lấy hàng giờ thôi. Xin cảm ơn các bạn nha. Đã ủng hộ và đồng hành cùng Đinh Ba Búa mình nha các bạn. Chắc mình bán đến Tết là nghỉ các bạn. Từ đây đến Tết khoảng tầm 2 tháng nữa thì mình làm khoảng tầm tháng nữa là nghỉ Tết thôi bạn. Tầm tháng nữa thôi là Đinh Ba Búa mình nghỉ Tết bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.